với anh em là người giàu có. Tóc của em thơm vậy. Đã nhận nhiều vai diễn chính trên sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Trong thời gian ngắn, diễn viên Quang Thảo đã sở hữu nhiều vai diễn hay, có thể xem là để đời với sự nghiệp của một diễn viên. Anh đã chinh phục khán giả bằng lao động nghệ thuật cần mẫn, nghiêm túc. Ít ai biết được, để có được ngày hôm nay, Quang Thảo đã trải qua quá trình phấn đấu miệt mài, làm nhiều việc để mưu sinh. Sống cho yêu thương là cách anh trả ơn cuộc đời. Anh đã tìm được ý nghĩa cuộc sống sau nhiều sóng gió. Quang Thảo không có may mắn như là mọi người. Thì mình không có một cái tuổi thơ đúng nghĩa. Bởi vì khi Quang Thảo sinh ra ở Biên Hòa, Đồng Nai, thì được 3 tháng 10 ngày tuổi thì phải xa cha mẹ và về Bến Tre để sống. Thì một đứa trẻ không có cha mẹ, tức là nó đã không có tuổi thơ rồi. 3 tháng tuổi phải xa cha mẹ, về ở với người cô ruột, sau đó về với bà nội. Tuổi thơ không được yêu thương như những đứa trẻ khác đã mang đến cho anh sự mặc cảm. Quang Thảo học đến cấp 2 thì coi như là cả một cái quá trình cực khổ vô cùng, là phải vừa đi làm, tiền học, tiền sách vở, là phải đi làm thuê cho những người ở trong xóm để lấy tiền mua sách vở học. Quang Thảo học lớp 3, lớp 4 là đã phải biết đi gánh nước thuê, đi làm thuê, và coi như là không có đôi dép để mang để đi học, không có bộ đồ để mặc. Những cái điều đó nó hình thành mỗi ngày cho mình ý thức dần là mình nghèo khó quá. Và nếu mình tiếp tục mình sống như vậy cho đến lớn thì mình cũng giống như những cái thanh niên ở làng đó thôi. Ngày đầu tiên lên Sài Gòn là Quang Thảo đi làm thuê cho một quán cà phê. Họ biết Quang Thảo cần việc làm và họ biết Quang Thảo không biết Sài Gòn là ở đâu. Họ đem Quang Thảo về và mỗi ngày là 3-4 giờ sáng là phải dậy để nấu nước để bán. Cho thời đó thì mấy anh xe ôm, mấy anh xích lô này kia đó là dậy rất là sớm, bán cho đến đêm. Và cứ quần quật suốt ngày ở đó. Và cái lời hứa của họ là họ cho Quang Thảo học lại bổ túc. Nhưng mà không có. Quang Thảo rời quán cà phê đi tìm mẹ ở Long Hải. Sau đó anh quay lại Sài Gòn khi trong túi chỉ có 2.000 đồng. May mắn thay, anh tìm được một người quen giới thiệu anh vào làm phụ việc ở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Mình mới xin chủ là cho đi học bổ túc, tức là ban ngày thì bán, ban đêm học bổ túc. Thì học cho đến lớp 12. Lớp 12 thì lúc đó mới thi vô cái trung cấp nghề là họa viên kiến trúc ở trường kiến trúc. Thì trong cái quá trình đó là vừa làm vừa học. Rồi sau đó thì cũng không đi đến đâu, mới dẫn tới cái chuyện là chạy xe ôm, rồi đi bán gạo. Thì mình kiếm tiền thì nó cũng chỉ đủ đóng tiền nhà thôi. Và có những cái lúc mà mình đói, mình không có cơm ăn, thì cứ đóng cửa trong nhà rồi chờ cho nó qua cơn đói, cứ trùm mền để ngủ cho nó qua cái cơn đói. Tức là cái cuộc sống nó cứ cho mình lóe lên một cái tia hy vọng rồi lại tắt, tới lóe lên rồi tắt. Thì nó cứ, nhưng mà nó cứ nung đúc mình là phải nỗ lực, phải cố gắng, phải học. Sau thời gian dành dụm, Quang Thảo sang lại tiệm bán vật liệu xây dựng nhỏ. Anh mở được 3 cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Lúc đó anh không nghĩ phải giàu bằng mọi cách, mà chỉ nghĩ quyết tâm phải trở thành một người tốt. Cứ lao động cực lực thì thành công ắt sẽ đến. Ở được cái tiệm vật liệu xây dựng đầu tiên, chỉ trong vòng 6 tháng thôi thì cái tiệm đó đông khách kinh khủng. Và cái năm đó là cái Tết đầu tiên năm đó là Quang Thảo nhớ cái thời điểm đó, Quang Thảo bán khoảng 30 triệu cái ngày cuối năm. Và Quang Thảo mở tiếp cái thứ hai và cái thứ ba, tức là Quang Thảo có 3 cái tiệm, 3 cái cửa hàng vật liệu xây dựng. Mình phát triển nhanh quá và mình không có đủ bình tĩnh để mình quản lý, và mình không có đủ người để quản lý. Thì chính vì 3 cái nó thâm hụt hồi nào mình không biết. Tới chừng sau mình kiểm từ từ, nó đi từ từ. Và cuối cùng mình nghĩ rằng là nguy hiểm quá rồi, mình phải dừng lại. Sang cái cửa hàng vật liệu xây dựng xong thì có người dụ đi học nhiếp ảnh ở Hội Nhiếp ảnh thành phố.
ngay chỗ đường Xuân Việt Ánh. Thì sau khi học xong thì mình nói là muốn mở một cái tiệm chụp hình. Mình cũng không ngờ là không biết tại sao nữa, mở ra một cái là đông khách. Trong một thời gian ngắn thì cái tiệm mình rất là nổi tiếng. Thì lúc đó là báo chí mới đến, như là báo điện ảnh kịch trường, báo sân khấu thành phố, báo thời trang trẻ mới đến đặt vấn đề là bây giờ đưa nghệ sĩ đến để chụp, mình không lấy tiền chứ được, và họ sẽ đăng cái hình đó lên trên báo và họ ghi là photo Mai Khắc Thảo. Thì lúc đó mình gật đầu liền. Và sau đó thì mình có một mối quan hệ rất lớn với lại nghệ sĩ. Lúc đó thì nghệ sĩ Thanh Thủy có nói Quang Thảo là chị đang thực hiện chương trình kịch truyền hình cho đài thành phố, chị cần kịch bản nhiều lắm, bây giờ đứa nào viết được thì viết cho chị đi, viết thử. Thì tự nhiên kịch bản đầu tiên là chị Thủy đọc thì thích quá, để trời ơi sao mà em viết hay quá vậy. Thì mình sẵn đà mình tiến tới luôn, thì mình viết khoảng 30 mấy giờ kịch truyền hình. Quang Thảo có một cái thói quen là nhớ và ghi nhận những cái điều mình thấy trên đường phố, trên công việc làm, những người mình tiếp xúc, những dạng người mình tiếp xúc. Có cái người thì hung dữ, có người thì hiền lành, có người thì hài hước. Tự nhiên nó ghi hết vô trong đầu mình giống như cái bộ nhớ vậy đó. Thì khi mình viết kịch bản mình không có phải là quá khổ sở với nó, mà mình lôi những cái mình đã ghi nhận vô, mình đưa vào kịch bản. Đưa vào kịch bản thì tự động nó hay. Sau khi viết nhiều kịch bản sân khấu, Quang Thảo chuyển sang viết kịch bản cho thiếu nhi. Vở đầu tiên anh viết là Chuyện Thần Tiên Xứ Phù Tang, được Đình Toàn đạo diễn thành công vang dội. Sau đó, anh viết thêm nhiều kịch bản ngày xưa như Chúa Tể Muôn Loài, Con Gái Nàng Tiên Cá, Đại Chiến Hồng Hài Nhi, Hoàng Tử Gấu và Hạt Đầu Thần, Cuộc Chiến Ông Kẹ Và Các Bà Mẹ. Viết kịch bản cho thiếu nhi cực kỳ khó. Nếu chúng ta muốn giáo dục các bé thì chúng ta phải làm sao để các bé học được những cái điều mà các bé tin vào. Chính như vậy mà nó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta chỉ cần viết một cái tình tiết nào đó sai thì các em nó sẽ học theo, và đó là một cái tai họa. Và cái điều thứ hai, cái sự tưởng tượng của các em nó phong phú đến mức độ mà Quang Thảo phải nói rằng là bái phục luôn. Nó giống như một cái khoa học diễn tưởng vậy, là các bé nó có thể tưởng tượng gọi là vô cùng. Thì chính như vậy cái người tác giả kịch bản thiếu nhi phải bay theo các em để tưởng tượng, để bắt kịp cái điều tưởng tượng đó với các em. Có giọng nói truyền cảm, Quang Thảo được mời lồng tiếng cho phim. Trong quá trình lồng tiếng phim, anh quen được nhiều đạo diễn. Họ mời anh tham gia diễn xuất cho các phim truyền hình. Từ một diễn viên tai ngang, anh không ngừng nỗ lực học hỏi, sáng tạo trong từng vai diễn. Chỉ trong vài năm, Quang Thảo đã trưởng thành, đảm nhận nhiều vai diễn chính trong phim truyền hình. Anh đã tham gia trên 30 phim và tạo ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Hơn nữa là phim của Khoa nên Khoa lo lắm. Đi là bà la chết đó. Trời, dân làm như là tụi nó cho biết mặt Khoa vậy đó. Thì Quang Thảo nghĩ, ồ mình cũng đâu có mất cái gì đâu, thì cứ thử bước vào cái lĩnh vực này xem sao. Lúc đó không phải là đam mê, mà lúc đó là mình muốn khám phá coi là cái khả năng mình đi đến đâu. Quang Thảo là người sống nội tâm và đầy cảm xúc, cho nên là Quang Thảo không gặp khó khăn gì trong cái chuyện thể hiện cảm xúc của nhân vật. Và để hiểu một cái nhân vật, Quang Thảo hiểu rất nhanh là bởi vì những nhân vật Quang Thảo đóng cũng giống như cái cuộc đời Quang Thảo đi qua thôi, cũng gặp những hạng người đó, rồi cũng chứng kiến nhiều cái bi kịch của họ, và Quang Thảo chỉ thể hiện lại cái bi kịch đó trên phim mà thôi, cho nên là hoàn toàn nó không gặp khó khăn gì hết. Bước vào một phim, hai phim, bắt đầu mình mới thấy thích, và mình mới ý thức được rằng là đây không phải là công việc, nó là làm chơi cho vui được. Đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Bởi vì trong cái giai đoạn đó mình là diễn viên, mình đã được công nhận là diễn viên, thì mình phải làm tốt công việc diễn viên đó. Ngoài cái đam mê ra còn là trách nhiệm, và từ cái trách nhiệm và đam mê cộng lại nó trở thành một cái nghiệp. Tháng 9 2010 thì tự nhiên ở Hoàng Thái Thanh á, có một cái vở là Nửa Đời Ngơ Ngác, thì đang trong quá trình tuyển diễn viên thôi. Thì không hiểu tại sao mà chị ấy, như chị cũng nói là chị cũng không hiểu tại sao chị bất chợt chị nhớ tới em. Rất là mừng nhưng mà mình rất là lo. Và trong vở diễn đầu tiên đó thì Quang Thảo gặp muôn vàn khó khăn. Cái đài từ là một chuyện, nhưng mà cái đài từ của mình đưa vào trong cái nhân vật để phù hợp là một chuyện rất lớn. Rồi mise-en-scène thế nào cho đúng, rồi mình phải làm quen với cái sân khấu là gì, rồi hóa trang sân khấu, rồi đi đứng ra làm sao, thể hiện làm sao. Nó quá nhiều điều để học.
Thì trong một tháng tập tuồng đó, Quang Thảo học đêm học ngày, đi về nhà là phải rèn, phải luyện, phải tập, phải làm sao đó. Thì cái may mắn lớn nhất của Quang Thảo là ngay vở diễn đầu tay đó, Quang Thảo thành công là được mọi người khen và được khán giả thương, rồi vở diễn của thành công. Và cho đến bây giờ là Nửa Đời Ngơ Ngác là vở diễn đông khách nhất của Hoàng Thế Thanh. Quang Thảo cho đến giờ phút này thì là một người diễn viên kịch may mắn, phải nói là may mắn nhất luôn, bởi vì là toàn là những vai hay, những vai lớn, và vai nào là ra vai đó thì và được thể hiện những vai trái ngược nhau đó. Chẳng hạn như là trong Sông Dài là một ông già nông dân đó, ở trong Hãy Khóc Đi Em là một vai phản diện, là phải nói là một vai rất là dễ sợ. Rồi ở trong Chuyện Bây Giờ Mới Kể là một anh bộ đội một anh bộ đội. Rồi sau đó khi mà giải phóng vô lại là một ông quan, một ông quan chức. Thì những cái vai đó mình được diễn trong một khoảng thời gian làm nghề rất ngắn, chỉ trong một năm thôi mình đã có khoảng 4 vai diễn lớn như vậy mà đối nghịch nhau như vậy. Đó là một cái điều may mắn mà anh Thành Hồi có một lần nói với anh Thảo rằng là đôi khi cả đời người diễn viên cũng chưa có thể nào đi qua những vai diễn lớn như em được. Ở trong trường học trò còn đánh người như vậy, ta thử hỏi khi ra ngoài trò còn làm điều gì ghê gớm hơn nữa? Ở đâu cũng vậy à. Chỉ trong vòng vài năm, anh thực sự trưởng thành và thành công trong nghiệp diễn với nhiều vai diễn hay. Từ các vai trẻ đến già, anh đều hóa thân trọn vẹn, tâm lý nhân vật phức tạp đều được anh chuyển tải đầy đặn, đông đầy cảm xúc. Diễn viên Quang Thảo được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận, đó là thành quả của quá trình phấn đấu không ngừng, quyết tâm gắn bó lâu dài với niềm đam mê của anh. Làm bất cứ lĩnh vực nào, Quang Thảo không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là tôi có giàu bằng cái công việc đó hay không, hay là tôi có được vinh danh hay không, mà Quang Thảo nói rằng là tôi sẽ được cái niềm vui gì, cái hạnh phúc gì trong công việc đó, thì sân khấu đã làm được cho Quang Thảo. Khi Quang Thảo đi diễn 3 tiếng đồng hồ trên sân khấu là hoàn toàn Quang Thảo đắm chìm trong nhân vật của mình, là Quang Thảo quên đi chính cái thân phận của mình để sống trọn vẹn cho nhân vật. Rồi Quang Thảo được khán giả yêu mến, Quang Thảo được các anh chị đồng nghiệp thương. Rồi bởi vì mình là người thiếu tình thương, ở cái công việc đó cho mình tình thương là mình hạnh phúc rồi. Nghèo khó mình đã trải qua rồi, bây giờ tiếng mình cũng có rồi, tiền mình cũng có rồi, nhà lầu xe hơi mình cũng có rồi, thì Quang Thảo nhìn lại tất cả những cái điều đó thì Quang Thảo thấy sao nó phù du thật sự. Thì Quang Thảo mới thấy rằng là đây là đến cái lúc mà mình phải cảm ơn cuộc đời. Mọi người cứ hỏi là từ thiện mà cứ nhắm như thiếu nhi không làm người lớn, là mình nói là tại vì cái tuổi thơ mình không có, mình đã nghèo khó, mình đã thiệt thòi, mình hiểu được cái tuổi thơ nó cần thiết như thế nào, sự giúp đỡ của mọi người. Cho nên là cái đối tượng Quang Thảo giúp là ưu tiên là trẻ em. Thì mình có chương trình là Cho Nhau Yêu Thương định kỳ, một tháng mình làm một lần tại nhà hàng Chay Quang Thảo 1 ở Nguyễn Đình Chiểu, là mình tổ chức ca nhạc và quyên góp tiền. Rồi mình có chương trình là Ngày Của Những Thượng Khách Tí Hon, tức là mình mời những đứa bé mồ côi đó, nó đến, mời nó ngồi vào bàn, chính Quang Thảo và Đình Toàn bưng bê phục vụ để cho nó hưởng trọn cái cảm giác được trân trọng. Mình tổ chức đi diễn kịch ở trong bệnh viện nữa cho các bé nó xem. Rồi nhiều lắm, tức là mình chia nhiều cái nhánh nhỏ ra. Thì từ cái nguồn của nhà hàng Chay Quang Thảo cho đến nay thì mình đã mở thêm một cái nữa là để mình tăng cái vốn của cái quỹ từ thiện lên. Rồi mình để dầm, và cái lượng nhân viên của Quang Thảo hiện nay là khoảng 40 em. Thì như vậy là mình đã làm được cái điều mình mong muốn, là giải quyết việc làm và giúp đỡ những người khốn khó giống như mình ngày xưa. Mình giúp một đứa trẻ, coi như mình bù đắp lại cho cái tuổi thơ mất mát của mình. Mình nhìn một đứa trẻ nó được giúp đỡ, nó được vui, là mình tưởng tượng là mình đã xoa dịu cái mất mát đó. Quang Thảo nghĩ rằng là những cái hành động của Quang Thảo nếu được nhân rộng ra thì xã hội này sẽ tốt hơn. Đó là cái điều có thật. Sau nhiều năm dành dụm, Quang Thảo mua được mảnh đất 2 hectare ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh dành nhiều thời gian về đây sống với thiên nhiên để cân bằng cuộc sống sau những áp lực của công việc. Anh trồng nhiều loại rau, cây ăn trái để cung cấp cho nhà hàng Chay Quang Thảo và phục vụ cho các bữa ăn từ thiện. Quang Thảo muốn
cắt một cái phần ở cái góc vườn ngay chỗ cái vườn ổi bây giờ là để mình làm một cái trại mồ côi để mà các bé nó có một cái môi trường sống an toàn. Và bên cạnh đó thì Quang Thảo sẽ dạy cho các em cái cách trồng cây giống như Quang Thảo đã từng làm, để các em đã biết lao động rồi cái thành quả đó thì Quang Thảo sẽ thu mua lại để phục vụ cho nhà hàng. Thì coi như là một công đôi việc để mình có thể giáo dục các bé nó cái cách lao động, cái tự lập bản thân ngay từ nhỏ, và mình cho các bé nó có một cái lợi nhuận để mình khẳng định các bé rằng nếu như các bé mà lao động tốt thì các bé sẽ có những thành quả như vậy như vậy. Nó còn một ý nghĩa lớn hơn nữa mà Quang Thảo muốn chia sẻ là cái cây, cái cỏ tuy là nó đẹp, nó tốt rồi nó cũng có một thời của nó, rồi nó cũng phải tàn đi để cho những cái cây khác nó lớn lên, thì nó giống như cái quy luật luân hồi của con người. Chúng ta biết chấp nhận cái mất đi và đón nhận cái tái sinh thì chúng ta mới có thể bình tĩnh trước những cái mất mát, những cái bất trắc của cuộc đời được, để mình đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Và từ cái mình không sợ hãi đó, mình chấp nhận nó, thì khi mình sống rất là tự tại và mình không phải lo sợ một cái điều gì hết. Sống an nhiên, tự tại, chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Quang Thảo cho rằng đây là thời điểm anh hài lòng nhất với vai trò diễn viên, kinh doanh và tổ chức các chương trình thiện nguyện. Sóng gió cuộc đời đã rèn luyện cho anh một ý chí không dễ gục ngã trước mọi khó khăn. Từ cậu bé nghèo, anh đã vươn lên gặt hái thành công và quyết tâm sống cho yêu thương để cuộc sống luôn hiện hữu những điều tốt đẹp.